trong những chuyến trekking leo núi, nếu trọng lượng mang vác là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc ba lô siêu nhẹ có trợ lực đến từ hãng Nature 2, nhằm giúp mọi người có thể mang vác được nhiều vật dụng nhưng vẫn ít tốn sức nhất có thể. Bây giờ mình sẽ unbox và review chi tiết sản phẩm này đến các bạn nhé. Đối với chiếc ba lô 60 lít như thế này, mình sẽ cho mọi người thấy nó có thể mang theo được những gì nhé. Hôm nay mình mang theo một chiếc võng, một cái lều hai người, một cái đệm ngủ, một cái túi ngủ hai người, một chiếc ghế gấp gọn, một cái bàn gấp gọn, một cái đèn lều, một bộ bếp ga, một cái bơm hơi, bộ nồi Nature 2. Tất cả được gói gọn trong chiếc ba lô như thế này. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào phần thông số chi tiết của sản phẩm này nhé. Có 3 cách để chọn cho bản thân một chiếc ba lô du lịch phù hợp, và mình đã chia sẻ trong một video nói về một chiếc ba lô trước đó, và dành cho bạn nào chưa xem thì mình có để link phía trên màn hình bên phải cho các bạn. Sẽ tốt hơn nếu các bạn xem qua nhiều video chi tiết của nhiều dòng sản phẩm trước khi chọn cho mình một chiếc ba lô du lịch phù hợp nha. Còn bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu thông số chi tiết cũng như là trải nghiệm thực tế của chiếc ba lô mình muốn giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay, cũng đến từ thương hiệu Nature 2, một chiếc ba lô có dung tích hơn 60 lít. Về kích thước, ba lô có kích thước chiều dài 67 cm, chiều rộng 26 cm và chiều ngang 18 cm, bao gồm các ngăn. Ngăn chính là ngăn rộng nhất, ngăn phía trên ba lô, ngăn co giãn phía trước ba lô, hai ngăn co giãn hai bên, hai túi kéo hai bên hông, một túi đựng nhỏ phía trên quai ba lô, một túi kéo đựng áo che mưa. Ngoài ra, hai bên và phía trên ba lô có dây chun để ràng thêm các thiết bị khác. Dây này có thể sử dụng hoặc tháo rời tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người. Các túi đựng và ngăn kéo giúp cho dung tích của ba lô lên tới 60 lít, tải trọng lên tới 14 kg. Đây là một chiếc ba lô có thể nói phù hợp cho hầu hết các hoạt động ngoài trời như leo núi, dã ngoại, cắm trại bởi sự đa năng của nó. Về chất liệu chính là vải ni lông 420D, một chất liệu cho khả năng chống nước tốt, không bị sờn, phai màu hay biến dạng. Ngoài ra, các túi đựng còn được làm bằng vải co giãn nhằm đựng được các thiết bị có kích thước khác nhau. Dây ràng đường kính 1,5mm đủ chắc chắn để ràng được các thiết bị như lều, bàn gấp gọn, vân vân. Sử dụng khóa kéo IKK, một thương hiệu khóa kéo nổi tiếng đến từ Nhật Bản nhằm mang lại sự thoải mái, bền bỉ và mượt mà khi sử dụng. Dây đeo vai, đeo hông và phần tiếp xúc trực tiếp với lưng đều được làm từ chất liệu đàn hồi cao, được thiết kế bọc lưới bên ngoài nhằm giúp thông thoáng, không bị bí hơi, giải quyết tình trạng bị ứ đọng mồ hôi gây ra cảm giác khó chịu cho người sử dụng khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Khung ba lô được làm từ hợp kim nhôm kết hợp với tấm đỡ cứng cáp nằm phía sau nhằm giúp trọng lượng của ba lô được chuyển xuống phần hông. Đây được xem là một thiết kế cơ bản của đa số các loại ba lô có trợ lực trên thị trường, nhằm giúp cho việc di chuyển trong địa hình rừng núi mà không bị tốn quá nhiều sức lực. Về trọng lượng, ba lô có trọng lượng 1,16 kg, được coi là khá nhẹ đối với các dòng ba lô chuyên dụng. Về ưu điểm, gọn nhẹ, tính thẩm mỹ cao, sử dụng chất liệu chống nước, dễ vệ sinh, dung tích lớn, sử dụng êm ái, thoải mái, giá thành hợp lý. Về nhược điểm, các dây ràng có đường kính nhỏ nên thay mình thấy chỉ ràng được các thiết bị có trọng lượng vừa phải. Vừa rồi là tất cả những thông tin chi tiết về chiếc ba lô du lịch siêu nhẹ có trợ lực đến từ thương hiệu Nature 2. Nếu quan tâm về sản phẩm, bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới hoặc truy cập vào website đi-đâu-đó-đi.com. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Vĩnh Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.